mới đi từ chỗ bác hai gọi là Los Angeles ở OC, mới đi qua Las Vegas được khoảng 1 tiếng trước. Thì bây giờ mình sẽ đi ăn phở. Tay lái chuyên nghiệp. Món ăn đầu tiên ở Las Vegas, bún bò Huế. Hello các bạn, hôm nay thì mình đã quay trở lại Las Vegas. Thì lần trước mình đi thì mình không có cầm máy theo để mà quay được nhiều á, nên hôm nay mình đã cầm theo máy và mình sẽ bắt đầu một cái vlog nhỏ nhỏ về cái Las Vegas về đêm. Và chúng ta lại gặp gương mặt thân quen. Bây giờ thì mình đang trên đường đi ăn tối. Tối 7:55 ăn tối. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đi ăn món hủ tiếu Nam Vang do bé Nai lựa. Nếu không ngon thì chửi bé Nai. Lần trước mình có ăn thử cái bún bò Huế ở đây rồi, thấy cũng được. Cũng được đúng không bé Nai? Ngon. Ngon rồi. Bây giờ là thành cái gì cũng thành ngon hết rồi đúng không? Outfit. Và outfit thì mình lại mượn của bé Nai. Tại vì đi không có đem đồ nên là cái gì cũng mượn của bé Nai hết. Ôi, một tô hủ tiếu. Còn bánh bèo này nó không có ăn tôm nè. Kung Fu tea. Chưa uống hãng này bao giờ. Walking downtown and I'm okay. He's got it all figured out. It's what they all say, yeah. Everyone's looking at me thinking that I'm different. Everyone's looking at me thinking that I'm living. But I don't really care what they all say. It's easier said than done. That guy problems with everyone, but it all comes down to you. You are my anxiety. It's more than a feeling. You were never made for me. Well, now I gotta keep it. Bây giờ mình đang đi bộ trên đường phố Las Vegas về đêm. Này đông quá. Quá là đông. Quá là đông. Bây giờ mình sẽ đi qua bên cái chỗ cái tháp Eiffel bên đó. Đông đúc. Đông quá. Ôi cái mặt của mình bự gấp đôi cái mặt. Cái vòng xoay to thì là to. trên đường đi ra Disneyland. Ủa lộn, lộn, hôm nay mình đi ra Hollywood, LA Hollywood. Nhưng mà điểm đầu tiên mà mình đi đó chính là một cái tiệm bánh. Thì cái tiệm bánh này là tiệm bánh mà bác mình hiện tại đang làm ở đây. Và nếu như bạn nào có ghé qua Nam Cali thì hãy đến tiệm bánh này nha. Tí nữa mình sẽ đi tìm cái đại lộ ngôi sao. Và mình sẽ đi tìm Donald Trump. Và đây là tiệm bánh mà bác mình đang làm, Lily Bakery. Thì bây giờ mình sẽ đi bộ ra ngoài để đi kiếm cái đại lộ ngôi sao. Đây nè, đây là con phố đại lộ ngôi sao Walk of Fame. Wow. Ở đây cái chữ nó bị ngược hết trơn rồi, sao không thấy được vậy ta? Oh. Donald Trump nè. Ủa mình biết nè, Christina Aguilera. Wow. Cái này là cái gì vậy ta? Làm phim hả? Bây giờ mình đang ở trời ơi, tóc tai gì cũng xui. Bây giờ mình đang ở cái Chinese Theater. Trời nó ở hướng ngược lại. Ở trên trời ơi, có cái chữ. Ồ, giờ mới thấy cái chữ cái gì Lauren đó. Ở đây những cái tên nó cách nhau rất là xa, cho nên bây giờ mình đi kiếm cái tên mà mình thích đó, thì đi vòng cái khu này nè. Hôm nay là outfit. Ở đây nó bán những cái tour mà đi vòng ở trong cái khu này, xong rồi đi qua Beverly Hills, rất là nhiều luôn. Một người là 25 đồng, 25 đô thì nó sẽ chở mình đi trong vòng 2 tiếng. Hello các bạn, bây giờ mình đang đi trên đại lộ ngôi sao ở Hollywood. Bây giờ mình đi kiếm Britney Spears. Thì những cái nhân vật mà mình muốn kiếm nó không có. Gì mà gần mình đi. Donald Trump. Hey, Britney Spears. Britney Spears. Người ta chụp hình xong rồi. Hẹp trứng lộn. Sexy lady. Làm một hành động sexy cơ. Mệt thiệt chứ. Gà rán, waffle và salad. Chào mừng các bạn đã đến cái Farmer Market. Ồ, trái dưa hấu kìa. Okay. Trái này trái gì? Dưa, dưa gan. Nó nào là không phải dưa gan, dưa lê. Trái dừa nè. Cái cà. Bơ. Cái này là nước trái cây rồi. Yeah, trái cây chuối. Đây đẹp chưa? Nắng quá. Hello, bây giờ mình đang ở Farmer Market. Ở đây có Zara, có có. No, it is. Có chợ Việt Nam trong này nữa. Ok. Ở phía sau mình có nguyên một cái xe màu sắc rất là đẹp. Đó đó, xe đó. Chúng tôi vừa lạng ra từ Sephora. Gì Farmer Market. Trời ơi, đẹp thiệt. Wow. Hi, bây giờ mình đang đi ăn free. Chắc là mình sẽ ăn cái tropical. Đây là bánh crepe. Cái này gọi là tropical. Vị tropical. Nhìn ngon thôi chứ không biết ăn có ngon không. Bây giờ mình đang đi lên trên cái chỗ mà có nguyên cái chữ Hollywood thật là bự. Trời ơi, hôm nay tới đây để chụp cái chữ Hollywood mà toàn là sương mù không. Giờ sao mà thấy đường mà chụp đây. Đây nè, cái chữ Hollywood nè. Đó. Hollywood.